đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cà Mau thì cái đoạn đường nó sẽ dễ di chuyển và nó gần hơn đó, thì có cây rất là đẹp, cái khung cảnh nó rất là tuyệt vời luôn, đang quay cái chàng ngạn vừa quay phim vừa hát.